Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nóng quả báo ập đến Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đền tội. Đại dịch Covid-19 đã quét đến những tai họa ngoài ý muốn. Tuy nhiên, việc xử lý của Bộ Y tế lẫn các tổ chức cấp tỉnh, thành phố là điều mà nhiều người dân bức xúc. Dịch đến, người dân không có tiền duy trì cuộc sống tối thiểu. Ấy vậy mà quan chức cấp cao, quan chức bộ và quan chức địa phương thi nhau bắt tay với gian thương chấn lột người dân trong lúc người dân đang ngặt nghèo. Đấy chính là tội ác. Những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền, vật tư và tài sản tinh thần của nhân dân rất lớn, gây bức xúc trong xã hội. Người dân cả nước luôn đợi những người này và những kẻ gây ra những đau khổ phải đền tội. Đây là hình ảnh bộ kit test dởm đã gây không biết bao nhiêu sự mất mát, đau thương và chết chóc cho người dân cả nước. Theo báo chí của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chia sẻ, thì từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng đã họp kỳ họp lần thứ 13. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Bộ Công nghệ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Thanh tra kết luận, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý và kiểm tra, giám sát, thanh kết toán, phí thực hiện đề tài khoa học, nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y, trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân khác. Vụ việc này đã gây bức xúc dư luận rất lâu rồi và hiện nay người dân cả nước đang đợi chờ một án kỷ luật cấp cao nhất. Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, thiếu kiểm tra để một số lãnh đạo của Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong việc giám sát và cấp phép đăng ký lưu hành, hiệp thương và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, làm mất mát tài sản của nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đợt kỷ luật này rất nhiều nhân vật được đưa lên thớt, tuy nhiên người dân chỉ quan tâm đến hai nhân vật quyền lực cao nhất trong đó, đó là ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài hai nhân vật có quyền lực trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Đảng viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa dược, Phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y. Khiển trách những người bao gồm Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch Thanh tra, Chánh thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, Chi bộ Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự, Học viện Quân y. Như vậy là một loạt quan chức từ cấp cao đến cấp thấp của Bộ Quốc phòng cũng dây với vụ việc này và đã được đưa ra ánh sáng. Khai trừ ra khỏi Đảng, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Trang bị Vật tư Học viện Quân y. Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự, Học viện Quân y. Được biết vào ngày 10 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt bao gồm ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng và triệu tập 5 nhân vật đứng đầu của Đảng Cộng sản, là một cuộc họp rất quan trọng. Đây dường như là một mệnh lệnh mà ban ngành không thể không thực hiện.
Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Liên quan đến sai phạm ở vụ Việt Á, tới đây cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam tiếp 28 bị can thuộc nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có hai sĩ quan cấp đại tá, thượng tá Học viện Quân y, hai vụ trưởng, cựu vụ trưởng của Bộ Y tế, cục phó của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra còn có giám đốc CDC các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang và Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Việt Á, cùng nhiều người có liên quan. Vụ án cứ mở rộng và đến nay, Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long đã bị nhắc tên. Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua đã tập trung điều tra sai phạm về sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Cũng vì những sai phạm như vậy, từ Bắc đến Nam mà quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một giàu lên, tài sản trăm tỷ, nghìn tỷ không phải là thiếu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ, của Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, những hình thức kỷ luật này có đem lại kết quả gì hay không khi tham nhũng tại Việt Nam vẫn tràn lan. Những nhận xét của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có dùng nhiều ngôn từ giống như đã dùng với người tiền nhiệm của ông Chu Ngọc Anh, tức là ông Nguyễn Đức Chung. Vụ tiêu cực Công ty Việt Á là vụ liên kết làm ăn giữa giới có quyền và giới có tiền. Điều đáng nói là họ bất chấp sinh mạng của người dân cả nước, sự khó khăn của người dân mà hợp tác với nhau cưỡng bức người dân phải xét nghiệm để bỏ túi khoản lợi nhuận khổng lồ. Việc này đã làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam vốn đã tệ hại càng trở nên tệ hại và nát hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng, nếu không trừng trị những người này một cách thỏa đáng thì người dân sẽ không còn tin vào những mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện, cũng như từ trước đến nay họ luôn giao giảng. Người dân đang chờ những người đã làm lên nỗi mất mát của người dân sẽ phải trả giá như thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bị triệt hạ nặng tay, Trịnh Văn Quyết có thể đối diện mức án đến đâu. Vào năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết bán chui 54 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên lúc đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ phạt ông Quyết có 65 triệu đồng. Hành động này chẳng khác nào gãi ngứa vì cho vị đại gia này. Phạt như thế thì ngựa quen đường cũ là đúng. Kiếm lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng và lóng phạt có vài chục triệu đồng thì không thể không kích thích lòng tham với đối tượng cho được. Và tất nhiên, ông Trịnh Văn Quyết không thể nào không đi vào con đường cũ như thế. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết lại thực hiện một lần bán chui cổ phiếu nữa. Đấy là điều tất yếu mà ai cũng có thể nhìn thấy. Và lần này, chính quyền phạt 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, là điều bất ngờ chính quyền lại truy tố và bắt giam ông Quyết. Đã phạt tiền, giờ lại phạt tù. Đây là cách hành xử rất khó hiểu của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Vậy câu hỏi đặt ra là khung hình phạt sẽ dành cho ông Trịnh Văn Quyết tới đây sẽ là bao nhiêu? Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC để điều tra về những vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Theo điều luật, thì tội liên quan đến các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay có 4 tội danh được quy luận trong việc được Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cụ thể là các quy định tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, mức cao nhất là 5 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Tội thao túng thị trường chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 1,5 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng. Và tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán niêm yết chứng khoán, mức cao nhất là 7 năm tù giam nếu thu lợi bất chính trên 2 tỷ đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư trên 3 tỷ đồng, thì được quy định lần lượt theo các điều 209, 200, điều 2010, điều 211 và điều 212 của Bộ luật Hình sự. Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam.
một trong những điểm mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 so với Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, đó là chủ thể của các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như hình phạt, tiền, cấm hoạt động kinh doanh, cấm huy động vốn về các tội danh nêu trên nếu hành vi tội phạm được thực hiện nhân danh và vì lợi ích của nhóm pháp nhân hoặc có sự chỉ đạo, điều hành và chấp thuận của pháp nhân. Đối với tội che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán quy định theo điều 209 Bộ luật hình sự được xác định là hành vi không công bố hoặc công bố không đầy đủ các thông tin trong hồ sơ chào bán chứng khoán, hồ sơ đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán, hồ sơ đăng ký lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Về hành vi trong mặt khách quan của tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại điều số 211 Bộ luật hình sự được xác định là hành vi sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giả giá chứng khoán, cung cầu giả tạo. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhiều, tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá cả của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó. Phía ông Quyết sẽ làm gì để có mức án thấp nhất cũng là câu hỏi được đặt ra. Việc ông Quyết sẽ có đội ngũ luật sư vừa đông đảo vừa giỏi để bảo chữa là điều không thể phủ nhận. Bởi vì ông Quyết vốn là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty lớn và quan trọng hơn là ông rất giàu có. Ông Trịnh Văn Quyết cũng là nhân vật được nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam chọn mặt để mà theo đoàn công du của chính phủ, của Trung ương Đảng sang các quốc gia khác để tìm hiểu đối tác và làm ăn. Mối quan hệ rộng như thế mà ông Trịnh Văn Quyết vẫn bị bắt chứng tỏ sự uẩn khúc trong vụ án này. Nó không hẳn chỉ là tội phạm hình sự thông thường mà có thể là vấn đề triệt hạ doanh nghiệp như chính quyền Trung Quốc đã làm với tỷ phú Jack Ma và các đại công ty khác bên Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Quyết đã phải khóc trước khi bước vào trại giam. Lẽ ra với sai phạm từ năm 2017, chính quyền đã truy tố ông Trịnh Văn Quyết rồi nhưng họ đã không làm. Cho nên việc truy tố lần này không thể nói là pháp luật Việt Nam có tính nghiêm minh cho được, mà tùy tiện thì đúng hơn. Và lại với một tội danh và trong vòng 3 tháng kết tội 2 lần ông Quyết là một hành xử tùy tiện, một tội danh mà cách xử phạt không giống nhau thì đấy là loại luật pháp lỏng lẻo. Rất có thể với tiền nhiều và đội ngũ luật sư tốt, ông Trịnh Văn Quyết chỉ bị tù với không tối thiểu có thể là 2 năm. Tuy nhiên, đây không xét về yếu tố chính trị. Nếu có thế lực chính trị nhúng tay vào thì có thể là 7 năm kịch khung cho tội này.